có bóng người. Đã đến rồi thì mau ra mặt đi. Khốn kiếp, chúng độc quá. Các ngươi chán sống rồi hay sao mà dám đụng tới ân nhân của ta? Khốn hồn thì mau cút đi. Đừng có khiến ta làm hỏng bộ neo mới vẽ. Lúc đó có quỳ lại giáng sinh cũng đừng mong ta nể mặt. Chân tay nhỏ nhắn, tóc thước tha, váy bánh bèo. Cái con dở ơi. Tao có đánh nó đó mày làm gì tao? Mấy tên khốn này dám bơ mình hả? Thôi mà, muội cứ thoải mái đi. Sau vụ này á, huynh dẫn muội đi làm bộ móng mới là được. Nhớ lời huynh nói đó. Yeah! Gì vậy? Hả? À. Ân nhân, cẩn thận. Cảm ơn. Gì vậy? Muốn đánh lén à? Đừng có lo. Lêu lêu, cho đáng rồi. Tính làm gì bạn gái của tao hả? Không có cửa đâu. Hả? Sư huynh, huynh nhập cuộc hơi muộn đó. Xin lỗi, huynh bắt đầu đây. Xin lỗi, tôi có một chút xích mích với đối tác làm ăn. Không ngờ hắn lại cho người tới dằn mặt như vậy. Thành thật cảm ơn hai người. Ân nhân đừng nói vậy. Anh là người giúp chúng tôi trước mà. Đây là việc mà chúng tôi cũng nên là. Bộ neo của em. Thôi thôi, ngoan đi ngoan đi. Bây giờ anh dẫn em đi làm bộ mới nha. Em đã mất 2 tiếng ngồi làm nó hôm qua đó. Được rồi, bây giờ anh đi với em ha. Đi liền nè, chịu không? Đi coi mắt mà về sớm vậy, chắc chắn lại làm con gái nhà người ta phật ý rồi phải không? Tao đúng là không tôn trọng gì được ở mày mà. Lần này là chảo hả? Ông nín giùm đi. Kìa, sao về sớm vậy? Có gì không ưng ý hả? Ba nói đúng đó, con không tới buổi hẹn. Ba mẹ muốn chém muốn giết gì thì tùy. Hết chà, không thích thì thôi. Dù gì con cũng lớn rồi, ba mẹ không can thiệp nhiều nữa. Mẹ nói tiếp với sao đi. Con đúng là hiểu mẹ. Con còn nhớ cuối tuần này là cái ngày gì không? Sinh nhật mẹ. Giỏi lắm. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau du lịch về ngủ. Đúng vậy, chúng ta sẽ đi du lịch Hoàng Thành với những tòa tháp cổ, không khí yên tĩnh, cảnh vật thanh tao. Ba mẹ đi vui vẻ, con không đi đâu. Nói gì đó? Trời đất ơi, con trai của tôi, dứt ruột đẻ nó ra, nó lại nói với tôi những lời như vậy đó. Bà đó, mày đối xử với mẹ mày như vậy đó hả? Bao nhiêu năm nay, suốt ngày chỉ biết học hành làm việc, nó không quan tâm gì tới tôi đâu. Tôi sống làm cái gì nữa? Tôi sắp chết. Khó thở, tôi sắp chết rồi ông ơi. Bà mẹ nó ơi. Thôi được rồi, con chỉ đi lần này thôi đó.